tiết lộ tiểu sử và gia thế khủng của chồng cũ Phi Nhung. Cha ruột đi tên là Johnny Phạm, sinh ngày năm 1970, tại đơn Dương Lâm Đồng, sinh ra và lớn lên trong một gia đình đam mê xe hơi và xe tải. Vào năm 1988, anh đi định cư ở Mỹ. Với sự đam mê về xe hơi rất lớn nên anh quyết định đi theo ngành nghề làm đẹp xe hơi, ngành nghề hot nhất tại Mỹ lúc bấy giờ vào năm 1993 tốt nghiệp bằng diploma tại trường Pinilla Technical College ở Greenwater, Florida. Sau khi tốt nghiệp, anh đã làm việc cho nhiều hãng xe hơi nổi tiếng ở Mỹ như Mazda, Toyota, Honda, Ford. Năm 1999 về Việt Nam thăm quê hương, anh nhìn thấy được thị trường tiềm năng làm đẹp xe hơi ở Việt Nam rất cao nên đã quyết định về Việt Nam và phát triển thị trường này. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2007, anh quyết định thành lập Công ty Cổ phần chăm sóc ô tô Đại Phát. Với niềm đam mê và tâm huyết trong 30 năm làm việc, anh đã có giáo trình của riêng mình là một chuyên gia đến từ Mỹ với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp xe và sản xuất hóa chất. Anh Johnny Phạm nhận đào tạo và tư vấn chuẩn Mỹ, sản xuất hàng hóa cho dầu nhớt, sản xuất hóa chất làm đẹp xe ô tô, sản xuất hàng gia dụng, nhận làm thương hiệu riêng, nhận thành lập văn phòng tại Mỹ, nhận gia công hàng thực phẩm chức năng, nhận chuyển nhượng thương hiệu. Công ty của anh sở hữu trên 200 mặt hàng cần thiết cho các loại xe. Cha ruột Wendy cũng thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ để trông coi công việc kinh doanh. chồng cũ Phi Nhung đau xót tại tang lễ ở Mỹ vì anh thương em. Ngay khi Việt Hương đáp chuyến bay về đến Mỹ, chồng cũ Phi Nhung, cha ruột của Wendy cũng có mặt cùng gia đình và bạn bè đón cho cốt Phi Nhung. Anh chia sẻ, con rất vui khi mẹ về đến. Gia đình anh rất cảm ơn cô Việt Hương và chú Hoài Phương. Cha ruột của Wendy cũng túc trực trong buổi lễ cúng cơm đầu tiên sau khi mang cho cốt Phi Nhung về bên gia đình mới đây cha ruột wendy đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại hành trình mang phi nhung về bên con gái trong nền giai điệu ca khúc vì anh thương em phần lời bài hát có nội dung như sau vì anh thương em như thương cây bảng non cây nhớ ai làm sao nói được vì anh thương em như thương hạt mưa non dại vỡ rồi mà có được đâu anh thương em sẽ không cần trước sau vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng có lẽ đây là những lời mà anh muốn nhắn gửi đến mẹ ruột của con gái mình Tuyết con gái Phi Nhung sinh con cách đây 10 tháng, nữ ca sĩ ra đi trước khi kịp gặp mặt cháu ngoại. Sáng ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam, những người bạn bè, đồng nghiệp thân cận tại trung tâm âm nhạc mà Phi Nhung từng làm việc chung đã tổ chức một livestream đặc biệt tại Mỹ để tưởng niệm sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung. Đáng chú ý, trong video, bà Marito, một người thân thiết của cố ca sĩ đã chia sẻ thông tin bất ngờ về Phi Nhung và con gái Wendy Phạm. Wendy tâm sự với chị là sanh đứa con thứ hai vào tháng 1 năm 2021. Phi Nhung rất là mong muốn về để thăm đứa cháu ngoại, bây giờ thằng bé đã 7, 8 tháng rồi, nó rất là dễ thương. Nhưng sau đó, dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng nên ca sĩ Phi Nhung đã gác lại chuyện riêng của mình, quyết định ở lại giúp đỡ những người dân khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19. Thông tin này khiến cho người hâm mộ càng thêm yêu quý và xót xa thương tiếc cho tấm lòng nhân hậu của Phi Nhung. Con gái Phi Nhung ở Mỹ bật khóc đau đớn khi Việt Hương báo tin, không thể đưa thi hài mẹ về Mỹ chỉ có thể gặp lại cho cốt của mẹ sáng nay gia đình phi nhung đã quyết định hỏa táng thi hài nữ nghệ sĩ tại Việt Nam thay vì chuyển về Mỹ như nguyện vọng của con gái ruột Wendy Phạm sau khi hỏa táng mẹ sẽ cố gắng mẹ đi hát mẹ kiếm tiền mẹ cho con đi học mẹ không học được mẹ chỉ học cái lớp 6 mẹ không biết tiếng Anh mẹ không biết gì hết thì con là cái người phải lo hết tất cả cái này cũng phải bảo vệ cho mẹ lỡ một nửa chừng mẹ chết như bà ngoại chết thì làm sao thì ai nuôi con giận người lời tiên tri đúng sự thật của ca sĩ phi nhung về cái chết đột ngột của mình nhỡ nửa chừng mẹ chết giống bà ngoại sau hai năm xa cách vì dịch bệnh thì hai nữ ca sĩ vẫn đang đợi ngày bay nửa vòng trái đất để con gái wendy được gặp mẹ lần cuối lúc sinh thời phi nhung từng tiết lộ con gái của cô có tính cách rất mạnh mẽ tự chủ là chỗ dựa tinh thần cũng như động lực sống mạnh mẽ của cô cách phi nhung rèn luyện con gái từng được chính cô kể trong chương trình chuyện của sao Clip quay chương trình đang được chia sẻ chóng mặt vì có những lời nói mà khán giả cho rằng là điểm gở, tiên tri cho sự ra đi đột ngột của Phi Nhung. Cô kể: "Hồi đó nghĩ là single mom, mình không cần chồng, mình chỉ cần con thôi. Nhưng như thế không đúng, là ích kỷ. Con nó cần ba, thế là Nhung cho con qua lại thăm ba. Mình sống một cuộc sống mạnh mẽ từ nhỏ tới lớn nên Nhung muốn Wendy cũng phải mạnh mẽ. Lúc mà Wendy 2 tuổi là đã rửa chén rồi. Cứ tập dần dần như thế" Con sống một mình, tự học, tự làm. Nhung nói là mẹ sẽ cố gắng đi hát kiếm tiền cho con đi học. Mẹ là người không học được. Mẹ chỉ học đến lớp 6. Mẹ không biết tiếng Anh. Mẹ không biết gì hết. Con là người phải lo hết mọi việc. Nhỡ nửa chừng mẹ chết như bà ngoại chết thì sao? Ai nuôi con? Thế là hai mẹ con ngồi khóc. Và bé Wendy bắt đê á u nhận thức được. Câu dọa của ca sĩ Phi Nhung để khiến con gái tự giác, tự lập năm đó đã khiến cô và Wendy khóc. Giờ thì, khán giả của cô xót xa vì nó như một điểm gở vận vào cô. Mẹ ruột Phi Nhung mất năm cô 11 tuổi. Cô và các em của mình đã phải sống cảnh mồ côi mẹ khi còn rất nhỏ. Bản thân nữ ca sĩ có thời gian ở bên con gái ruột duy nhất Wendy lâu hơn, nhưng sự ra đi đột ngột của cô vẫn là một cú sốc lớn. Con gái của Phi Nhung, sinh năm 1992, từng tốt nghiệp chuyên ngành y tá tại Mỹ và trở thành thạc sĩ y khoa. Mãi đến năm 2017, Phi Nhung mới công khai danh tính và hình ảnh của Wendy với công chúng sau hơn 25 năm giấu kín. Người thân tiết lộ Phi Nhung về báo mộng và những điểm gở sợ người trước khi qua đời. Những ngày qua nhiều bạn bè nghệ sĩ thân thiết đã đến nhà riêng thắp hương tiễn biệt Phi Nhung. Trong số đó, ca sĩ Long Nhật đã có những chia sẻ xúc động về nữ ca sĩ. Tôi tin tưởng rằng, linh hồn Phi Nhung về trời rồi, chỉ còn thân xác em ấy nằm đó thôi. Một người nhân hậu như thế đã được ngài a di đà đưa đi rồi không có một nghệ sĩ nào mất mà được các chùa các sư thầy đồng loạt cầu siêu như thế em ấy từ trên trời nhìn xuống sẽ thấy hết long nhật nói tôi có cả núi công việc trước mắt nhưng vẫn còn đang lo hậu sự của phi nhung chưa biết bao giờ mới tổ chức được để đưa phi nhung về mỹ với con có rất nhiều thủ tục phải làm tuy biết là phi nhung rất được mọi người thương sớm muộn gì cũng sẽ được về với con gái nhưng mình vẫn sốt ruột để phi nhung nằm lâu lạnh lẽo lắm bởi vậy, tôi rất nóng ruột. Được biết hiện tại thi hài Phi Nhung được bảo quản trong nhà xác để thực hiện các thủ tục kiểm dịch ướp xác sau đó đưa thi hài về Mỹ. Nghệ sĩ Việt Hương là người thay gia đình lo mọi thủ tục, nhờ đã có kinh nghiệm đưa thi hài nghệ sĩ trí tài về Mỹ trước đó vào tháng 12 năm 2020. Trước khi Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28 tháng 9 đã có nhiều điềm báo kỳ lạ khiến ai cũng lạnh sống lưng. Phi Nhung trong mắt các nghệ sĩ luôn là một người sống trọng tình cảm và quan tâm đến mọi người. Trong tin nhắn gửi nhạc sĩ Minh Khang, cố nghệ sĩ Phi Nhung bộc bạch, em là thương chị nhất. Chị hát không lấy tiền luôn, chị không cần nổi tiếng. Tiếng của chị bây giờ lên bàn thờ nữa là xong. Trong một lần nói về việc làm từ thiện, Phi Nhung cũng khẳng định không cần danh tiếng, vì tiếng của chị bây giờ chỉ còn lên bàn thờ là coi như hết. Nhiều người hoảng hốt khi nhớ lại những chia sẻ của nữ ca sĩ. Ngoài ra ca sĩ Nhật Kim Anh cũng có giấc mơ lạ như điểm báo về Phi Nhung trước khi mất. Nhật Kim Anh đã liên tục cầu nguyện hồi hướng cho đàn chị nhưng Phi Nhung không qua khỏi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.